Em xin mến chào chị và các bạn thích cây mai vàng. Trước tiên em xin được chúc anh chị luôn luôn thật nhiều sức khỏe, vui vẻ, may mắn, an lành và hạnh phúc ha. Thì ngày hôm nay là 12 tháng 8 âm lịch. Thì đối với tất cả những cây mai nó đã phát triển khỏe mạnh, đủ chi tàn, thì cái thời gian trước đó, tức là từ đầu tháng 7 âm lịch, em cũng đã chia sẻ đến với anh chị cái cách sử dụng phân bón. Tức là chúng ta sử dụng những loại phân bón có cái hàm lượng lân cao để bón cho cây, giúp cho cây nó đủ dinh dưỡng để nó phân hóa mầm hoa, tức là tạo nút tạo nụ. Thì tới ngày hôm nay đã hơn một tháng trôi qua rồi ha anh chị, và tới thời điểm này bốc nụ nó hình thành lên được nhiều hay ít thì nó cũng còn tùy thuộc một phần vào độ phát triển cũng như độ sung mạnh của cây mai anh chị và cái giống mai mà anh chị mình trồng nữa ha. Thì thường những cái giống mai mà người ta lai tạo sau này thì cái mức độ bốc nụ nó rất là sai, điển hình như là giảo Thủ Đức hoặc là giảo Siêu Bông Sài Gòn, kể cả mai rin hay là mai ghép cũng vậy ha anh chị. Và cái thời gian mà anh chị mình trồng chăm sóc cây nó phát triển tốt, chi cành nó đủ độ già thì bốc nụ nó sẽ hình thành lên rất là nhiều ha, rất là sai nụ. Nhất là những cây mai ghép thì cái thời gian mà bốc nụ nó hình thành và phát triển lên sẽ sớm hơn so với những cây mai rin, mai nguyên thủy ha. Đó, mai rin tức là giống như những cây mai này ở trên vườn của em ha. Đây là tất cả những cây mai được nuôi trồng từ hạt. Người ta tuyển lựa những cái hạt giống từ những cây mai nó có cái mặt bông đẹp, nhiều cánh để người ta ươm trồng lên và nuôi dưỡng sau 5 năm, 7 năm thì nó được những cây mai như thế này ha anh chị. Thì như ở trên vườn của em, 95% là mai rin được trồng từ hạt ha anh chị. Và cái giống mai mà em tuyển chọn để em trồng là giảo Thủ Đức và giảo Siêu Bông Sài Gòn. Tất cả được nuôi trồng từ hạt ha. Cho nên cái mức độ phát triển nó rất là sung mạnh. Và khi chúng ta chăm sóc cây nó phát triển khỏe mạnh, chi tàn ở trên cây nó đủ độ già thì bốc nụ sẽ hình thành lên rất là sai ha. Đó, rất là nhiều nụ. Đó, như hôm đầu tháng 7, sau khi em chuyển đổi cái chế độ phân bón có chỉ số lân cao để em bón cho cây, thì tới ngày hôm nay là những cái nụ nó đã hình thành lên rất là nhiều ha. Đó, anh chị mình thấy đây là cây mai giảo Thủ Đức được trồng từ hạt ha. Và cái thời gian mà em bứng từ đất đưa về vườn để em trồng, đưa lên chậu trồng là từ hôm mùng 10 tháng 2 âm lịch và em chăm sóc tới ngày hôm nay ha. Thì sau khi sử dụng chế độ lân cao, nụ nó đã hình thành lên khá là dày ha anh chị. Đó. Nó lên từ ở trong cái vị trí em xả tàn đầu năm ha. Và nó phát triển ra từ từ cho tới cái cơi đọt ngoài cùng ha anh chị. Đây là cái cơi đọt non mới phát triển. Thì trong cái thời điểm này khi chúng ta sử dụng chế độ phân bón để cho cây nó tạo nụ, thì những cái đọt non này nó phát triển ra tới đâu là nó đều có kim và nách lá hết ha. Đó, anh chị mình thấy ở mỗi cái nách lá nó đều có một cái kim nhọn chĩa lên. Thì những cái kim này khi chúng ta vẫn duy trì cái chế độ có chỉ số lân cao thì nó sẽ chuyển hóa thành cái nụ hoa và nó phát triển lên ha. Thì đối với những cây mai tàn rin, mai nguyên thủy thì cái thời gian mà cây nó hình thành nụ lên mạnh nhất là bắt đầu từ giữa tháng 8 âm lịch này trở đi ha anh chị. Khi thời tiết mưa rồi nắng gắt trở lại kết hợp với gió mạnh, tức là anh em ở miền Tây thì người ta hay kêu là gió chướng ha anh chị. Thì những cây mai tàn rin này nó sẽ bắt đầu phát triển cái đọt này chậm lại. Và những cái nụ ở nách lá nó sẽ hình thành lên rất là mạnh ha. Còn những cây mai ghép thì nó đã bản chất của nó như vậy rồi. Nó cứ chồi nó phát triển ra già là ở nách lá nó đều có những cái nụ kim ha. Chỉ cần chúng ta chăm sóc, phân bón đúng là những cái kim đó nó sẽ lớn lên. Còn cây mai rin thì khác ha anh chị. Như ở trên vườn của em thì
bắt đầu thời điểm này trở đi thì em thấy nụ nó mới bắt đầu hình thành lên ha. Đó, cây nào cũng vậy, từ thời điểm này trở đi nụ nó mới bắt đầu hình thành lên mạnh. Còn trước đó thì cũng chưa thấy gì đâu anh chị ha. Thì như cách đây một tuần em cũng đã làm clip chia sẻ đến với anh chị, cũng như em đã phun thực tế trên vườn của em cái phân bón hoa lá để hỗ trợ giúp cho cây nó kích thích bắp đậu phát triển lên được tốt hơn, cũng như bắp đậu nó có thể phát triển tập trung hơn. Đó là em sử dụng cái phân bón lá siêu lân 10-60-10 ha. Thì hôm tuần trước em phun một lần và hôm nay em tiếp tục trở lại phun lần 2 cho những cây mai ở trên vườn của em ha, để nó kích thích cho bắp nụ nó phát triển lên được tốt hơn. Thì trong những loại phân bón kích nụ này, nhà sản xuất người ta đều có bổ sung một cái chất kích thích để thúc đẩy cho cây trồng ra hoa, cũng như khi chúng ta phun qua lá thì cái lượng phân nó sẽ tiếp xúc và nó thẩm thấu trực tiếp để nó đánh thức những cái vị trí mắc ngủ, giúp cho bắp nụ nó hình thành lên tối đa ha. Thì năm nào em cũng sử dụng cái loại này để em phun qua lá vài lần để giúp cho cây nó hình thành nụ lên được nhiều hơn và nó tập trung ha. Cũng như vào cái giai đoạn cuối tháng 9 qua tháng 10, nếu như những cây nào nụ còn yếu chưa được căng thì em cũng sử dụng cái siêu lân này để em thúc cho nó cái to lớn căng tròn lên ha. Còn về cái liều lượng thì đối với cái 10-60-10 này thì em sử dụng để phun qua lá cho vườn của em với cái liều là 2g pha cho 1 lít nước ha. Thì tuần trước em cũng đã pha phân và em có quay cho anh chị mình xem. Thì ngày hôm nay sau 7 ngày phun phân thì em trở lại phun lần 2, em cũng giữ nguyên cái liều lượng là 2g pha cho 1 lít nước ha. Và ngày hôm nay thì em sẽ kết hợp với bò trĩ để em phun ha anh chị. Và để không mất nhiều thời gian, bây giờ em cũng đã tranh thủ pha phân thuốc để em phun cho vườn của em. Anh chị mình cùng xem cái liều lượng em pha cũng như cái cách em phun như thế nào để nó có thể đem lại cái hiệu quả tốt nhất ha. Đó, bây giờ em sẽ tiến hành pha phân để em phun cho vườn của em ha. Thì ngày hôm nay em pha cái siêu lân 10-60-10 thì em kết hợp với bò trĩ ha. Đó là em kết hợp với cái Confidor để em phun sâu bò trĩ. Thì cái xô này của em là khoảng hơn 50 lít ha. Thì cái Confidor em sử dụng là nó khoảng hơn 50cc. Thì cứ 1cc là cho 1 lít nước ha anh chị. Đó, em cho vô đây. Còn cái phân 10-60-10 thì em sử dụng là 2g trên 1 lít nước. Thì cái nắp này em đã cân ra đây là nó rơi vào khoảng tầm 100 gần 110g ha. Đó, 100 mấy g ha anh chị. Đó. Em đổ vô đây. Để em cho nước vô em đánh lên ha. Đó, bây giờ em sẽ đi bơm nước đầy cái xô này. Và em đánh tan lên rồi em sẽ phun ha. Rồi, và sau khi em đã pha phân thuốc thì em cũng tranh thủ phun cho vườn của em. Thì em cũng phun trước một ít cây để cô chú anh chị mình cùng xem cái cách em phun như thế nào để đem lại được cái hiệu quả tốt ha. Thì trước khi anh chị mình phun bất kỳ một loại phân thuốc gì thì cái điều đầu tiên để nó đem lại được cái hiệu quả cao đó là tàn lá của cây mai anh chị nó phải khô ráo ha. Nó phải có cái độ khô ráo thì chúng ta phun phân nó mới thẩm thấu được cái lượng phân bón ha. Còn cái tàn lá mà nó đang ướt chằm nhẹp anh chị mình phun phân vô thì nó tụt hết, cây nó không có hấp thu được bao nhiêu ha. Và đối với phân thuốc thì anh chị mình phun vào buổi sáng sớm hoặc là chiều mát, không phun giữa trưa nắng ha. Còn cái cách phun để nó đem lại được cái hiệu quả cao là anh chị mình phun
ướt đều tàn lá thân cành ha. Ta phun ướt đều tàn lá thân cành để cho cái lượng phân nó thẩm thấu đều hết thì nó mới thúc đẩy và đánh thức những cái vị trí mất ngủ, nó phát triển nụ lên ha. Chứ còn anh chị mình phun phớt phớt ở bên ngoài thì nó không có lượng phân, nó không có loan trải đều được hết ha. Chúng ta cứ phun đều hết như thế này. Anh chị mình cứ pha đúng liều lượng phân bón, chúng ta phun đều. Và ngày hôm nay anh chị mình phun phân thì sáng ngày hôm sau anh chị mình phun mát lại trên tàn lá cho cây ha. Để cái lượng phân bón khi cây nó hấp thu hết cái tinh chất thì nó còn những cái cặn bã nó bám lại trên lá giống như là muối ha. Thì nó cũng rửa trôi đi để hạn chế nắng ra trời nắng gắt lên nó làm cháy lá. Đó, chúng ta cứ phun đều hết tàn cây cho mặt trên mặt dưới lá ha. Và anh chị mình lưu ý là phân bón thì anh chị mình có thể pha chung với thuốc bọ trĩ, thuốc sâu để anh chị mình phun được ha. Nhưng anh chị mình không pha chung với thuốc nấm để phun nha. Em nói rất là rõ ràng, anh chị mình làm không đúng, ảnh hưởng cây mai của mình thì ráng chịu ha. Bởi vì em đã trải qua nhiều năm em chăm sóc, sử dụng phân thuốc và nó cũng đã va vấp rất là nhiều rồi ha. Cho nên cái gì được, cái gì không được thì em cũng chia sẻ nói rõ. Ở đây ha, thì nếu như anh chị mình không kết hợp với thuốc sâu bọ trĩ thì ngày hôm nay anh chị mình phun phân qua lá thì cách 3 ngày sau anh chị mình có thể phun sâu bọ trĩ và nấm bệnh ha. Thì như hôm nay em phun phân kết hợp với bọ trĩ thì cách khoảng 3 ngày em sẽ phun thuốc nấm bệnh kết hợp với nhện đỏ ha. Mấy ngày nay mưa quá em không có phun bọ trĩ được, thì thấy bọ trĩ nó cũng tấn công mấy cái đầu đọc non quéo quéo, em lo em phun trước ha. Thì ngày hôm nay em cũng phun đồng loạt cho tất cả các cây trên vườn ha, chứ em cũng chưa có phân loại ra anh chị. Bởi vì em kiểm tra thì hầu như tất cả những cây trên vườn của em tới thời điểm này nụ nó cũng còn rất là nhỏ, chứ nó chưa có cây nào nụ lớn ha. Những anh em nhà vườn khác là cái tay nghề người ta cao thì tới thời điểm này nụ nó bành bành hết rồi. Em thì tay nghề không được cao cho nên tới thời điểm này nụ nó còn nhỏ ha. Thì mình chăm sóc từ từ nó lớn ha anh chị. Thì giờ anh Tết cũng còn lâu mà, miễn có nụ là được. Sợ nó không có nụ cho để mà chăm sóc thôi, chứ còn có nụ thì muốn nó lớn mấy hồi. Đó, em phun thêm mấy cây nữa cho anh chị mình xem rồi em dừng clip ha. Để tranh thủ phun cho vườn. Như những cây này của em là bây giờ nụ ở nắp lá nó đã xếp đều rồi ha. Nhưng mà nó còn là nụ kim, chứ nó chưa có bự ha anh chị. Ngày hôm nay tiếp tục phun hỗ trợ thêm để cho cái kim đó nó chuyển thành cái nụ, để nó hạn chế thành đọt non nó phát triển ha. Phải thành cái nụ cho chắc cú. Thì cái siêu lân này anh chị mình phun nó vừa hỗ trợ dinh dưỡng để kích thích cho cây phân hóa nụ, và nó vừa giúp cho bộ lá của cây nó xanh ha. Bởi vì nó vừa là hàm lượng lân cao và nó có bổ sung cái
chất kích thích ở trong đây. Nên khi chúng ta phun lên thì bộ lá cây rất là xanh ha. Chứ nó không giống như những cái loại như 630-30. Nó hàm lượng kali cao thì anh chị mình phun lá nó sẽ vàng. Và khi anh chị mình phun cái siêu lân này thì cây nó vẫn phát triển đọt bình thường ha. Nó vẫn phát triển đọt nhưng cái đọt nó sẽ không có vươn dài nữa. Mà nó ra nó sẽ ngắn lại và nó phát triển chậm lại ha. Cũng như nó phát triển tới đâu thì nó sẽ mang búp nụ theo tới đó. Chúng ta cứ phun cho nó đều hết ha. Đó, những cây trên bồn này của em là cái giống siêu bông Sài Gòn Green được trồng từ hạt ha. Những cái dòng này thì nó rất là sai nụ ha anh chị. Chỉ cần chăm sóc cây nó phát triển khỏe mạnh, cánh tàn đủ độ già và cộng với cái chế độ phân bón chúng ta đi hợp lý thì nụ nó sẽ phát triển lên rất là dày ha. Đó, anh chị mình thấy từ trước em phun một lần, nay được 7 ngày rồi, hôm nay em phun lại, anh chị thấy cái tàn lá của cây ha, xanh mướt luôn ha. Rất là xanh. Đó, cây này là cái cây mà hôm vừa rồi nụ nó chuyển thành chồi non, nó phát triển ha. Em có quay chia sẻ anh chị mình. Hôm nay anh chị mình thấy ha, lá nó đã xanh hết như thế này rồi. Đó, anh chị mình đâu còn thấy đọt non nữa ha, xanh đều hết rồi. Sau khi em bón hai cử phân thì bắt đầu chồi nó già lại và nó xanh đều như thế này. Và cách đây 2 ngày em quay cho anh chị mình xem thì em có bấm chặn đọt đều hết luôn ha. Đó, ngày hôm nay em cũng phun cái 10-60-10 cho nó luôn ha. Cây này cuối năm anh chị mình thấy búp nụ nó lên thì đừng có nói tới, đặt ngạt cây luôn ha. Chúng ta phun đều cho nó luôn ha. Lúc này tàn lá nó rậm nó nhiều, phun thuốc cũng hao lắm anh chị. Lúc trước phun không có nhiêu hết, còn lúc này càng ngày cái lượng thuốc phun nó càng tăng lên ha, hao thuốc tốn nhiều tiền. Đó, phun thêm cây này cho anh chị mình xem rồi em dừng clip ha. Và anh chị mình lưu ý ha, thời điểm này nếu chồi non nó phát triển ra mạnh thì anh chị mình canh bấm chặt đọt ha, để cho dinh dưỡng nó dồn, nó tập trung, nó phát triển nụ lên. Cứ ra 3-4 mắt lá thì anh chị mình bấm chặn đi, đừng có để nó ra dài quá. Ta lấy đọt từ giờ qua tới khoảng giữa tháng 9 âm lịch trở đi thì lúc đó chúng ta sẽ bắt đầu ức chế đọt ha. Ức chế không có cho đọt non nó phát triển nữa thì nó tập trung nó nuôi nụ thì búp nụ nó mới phát triển đều lên được ha, nó không có bị cái tình trạng nụ lớn nụ nhỏ.
Đó, anh chị mình thấy em phun ha, ướt đều cả cái tàn lá thân cành luôn ha, mặt trên mặt dưới lá. Chúng ta pha đúng liều lượng rồi cây mình nó khỏe mạnh thì anh chị mình phun không có sợ gì hết ha. Thì đối với cái siêu lân này, anh chị mình pha 3 gram cho 1 lít nước, anh chị mình phun nó vẫn bình thường, không ảnh hưởng gì cháy lá cháy liếc gì hết ha. Nhưng với yêu cầu là cây mai của anh chị nó phải khỏe, nó không giống như những cái loại phân bón khác ha. Đó rồi thì ngày hôm nay cũng nhân tiện em phun lại cái siêu lân để kích nụ cho cây lần hai ở trên vườn của em, thì em cũng quay và chia sẻ để anh chị mình cùng xem. Nếu như anh chị mình thấy hợp lý thì anh chị mình có thể áp dụng để chăm sóc cho cây mai của mình ha. Và clip tới đây em cũng xin được tạm dừng để tranh thủ phun cho vườn của em. Thì trước khi kết thúc, em xin được cảm ơn tất cả cô chú anh chị và các bạn đã luôn luôn theo dõi và tin tưởng những gì em chia sẻ. Và cuối clip một lần nữa, em xin được chúc cho tất cả cô chú anh chị và các bạn cùng với gia đình luôn luôn thật nhiều sức khỏe, vui vẻ, ấm áp, bình yên và hạnh phúc ha.